Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong ít quốc gia trên thế giới cử nữ quân nhân tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Từ tháng 6 năm 2014 đến nay thì Việt Nam đã cử 74 nữ quân nhân tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong đó thì có 8 sĩ quan hoạt động độc lập, 45 người trong đội hình bệnh viện dã chiến. Hình ảnh người chiến sĩ quân y Việt Nam tận tụy hết lòng chăm sóc người bệnh, trồng rau xanh, may và phát khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 ở Trung Phi hay Nam Sudan đã làm cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam gần gũi, thân thương hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Không chỉ là mang trên vai trọng trách của người quân nhân tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, mà đó còn là hình ảnh của người nữ đảng viên luôn sáng tạo, nhiệt huyết trong mọi nhiệm vụ được giao. Và trong chương trình Tự soi tự sửa tuần này, chúng tôi đã mời đến trường quay khách mời Thượng tá Vũ Thị Kim Oanh, cán bộ trợ lý phòng công tác địa bàn Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn chị đã nhận lời mời đến với chương trình Tự soi tự sửa ngày hôm nay. Xin chào biên tập viên Vân Trang, xin chào khán giả của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Trước khi mà đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì cũng xin được giới thiệu với quý vị khán giả. Đây là một nữ sĩ quan Việt Nam từng là quan sát viên quân sự tại phân khu Juba, đằng Trung Xích Đạo, phái bộ Ansmit, Cộng hòa Nam Sudan. Và chị Oanh cũng vừa mới về Việt Nam vào tháng 9 vừa qua. Và thưa chị Oanh, khi mà đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được gửi tới chị câu hỏi đầu tiên. Đó là chị đã có thời gian nhận nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Vậy thì chị có thể chia sẻ lại câu chuyện hành trình một nữ quân nhân Việt Nam khi đến nhận công tác tại Cộng hòa Nam Sudan? Thực ra ai cũng biết Châu Phi là một cái địa bàn rất là xa xôi và là một cái nơi mà đang diễn ra căng thẳng, cuộc xung đột sắc tộc, cũng như là các cuộc giao tranh giữa các phe phái. Đồng thời khí hậu thì cũng rất là khắc nghiệt và cuộc sống của người dân nơi đây thì vô cùng khó khăn, gian khổ, thiếu thốn mọi thứ. Chính vì vậy mà khi tôi quyết định tham gia cái lực lượng gìn giữ hòa bình thì rất nhiều người cũng đã có những cái khuyên can, lo lắng cho tôi. Lúc đó tôi suy nghĩ rất là đơn giản thôi, đó là mình muốn được trải nghiệm, muốn làm mới mình, muốn tái tạo cái sức lao động. Và một cái nữa tức là mình luôn có cái sự đồng cảm với cái người dân ở những cái nơi mà đang có những cái cuộc chiến tranh diễn ra. Do vậy mà tôi nghĩ rằng không có một cái điều gì có thể làm cho tôi chùn bước trước cái việc mà quyết định ra đi. Thế rồi đến tháng 9 năm 2021 là tôi nhận được quyết định của Chủ tịch nước và của Bộ Quốc phòng để lên đường làm nhiệm vụ với một cái vai trò là quan sát viên quân sự tại phái bộ ADMIS Cộng hòa Nam Sudan. Đây là một cái nhiệm vụ rất là mới đối với tôi và tất nhiên đối với rất là nhiều người, và chắc chắn là nó sẽ rất là khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên là lúc đó lên đường với một cái tâm trạng vừa mừng vừa lo. Tuy nhiên là với những cái kiến thức được trang bị trong nước cũng như là sự ủng hộ của thủ trưởng các cấp, của các cơ quan chức năng cũng như là đồng nghiệp quốc tế và trong nước, thì hơn nữa là với tâm thế của một người đảng viên, của một người sĩ quan quân đội, cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi sẽ vượt qua được mọi cái khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Và đúng là như thế, tôi cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phái bộ cũng như là của Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó, và đến giờ là đã hoàn thành một năm tại phái bộ và trở về nước an toàn. Và chị có nhắc tới là tâm thế của một người đảng viên, và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói đó là đảng viên đi trước là nước theo sau. Vậy thì khi nhận nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc thì chị đã phát huy vai trò nhiệm vụ đi trước của một người đảng viên như thế nào? Theo cái quan điểm và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là của mọi người ấy, đã là người đảng viên thì phải gương mẫu trong mọi mặt, từ cái tác phong công việc đến những cái cách ứng xử ở trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả những cái công việc gì mà khó khăn thì người đảng viên là phải đứng ra để đi trước. Thì khi mà nhận nhiệm vụ thì tôi cũng đã xác định trước hết là về mặt tinh thần, tức là xác định rõ cái lập trường tư tưởng vững vàng dựa trên quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời cũng nghiên cứu và thấm nhuần những cái chỉ thị nghị quyết của Đảng về đường lối đối ngoại quốc phòng, hết lòng phục vụ cái con đường cách mạng của Đảng và dân tộc. Khi mà chuẩn bị sang phái bộ thì tôi đã phải chuẩn bị cho mình thật tốt những cái điều kiện cơ sở vật chất, ví dụ như là trau dồi ngôn ngữ này, thế rồi tìm hiểu
tình hình cũng như là đặc điểm của cái nước sở tại bằng cách là hỏi những cái đồng nghiệp đi trước, đồng thời cũng tìm hiểu xem là mình sang Nam Sudan thì mình giúp gì được cho người dân Nam Sudan, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Thế thì tất cả những cái đấy mà được chuẩn bị tốt thì nó là một cái hành trang rất là quý cho tôi khi mà lên đường làm nhiệm vụ. Đồng thời khi sang phái bộ thì tôi cũng được làm ở trong phòng quan sát viên quân sự. Thế thì lúc đó tôi được giao một cái nhiệm vụ, tức là trưởng ban thông tin tình báo của phòng. Tôi cũng lo lắm, tôi cũng không biết như nào. Thế nhưng mà trong tôi luôn xác định là mình là một người đảng viên, mình lúc nào cũng phải nêu gương. Thế cho nên là khi mà phân công công việc cho các bạn ấy thì tôi luôn đặt một cái, tức là phải công tâm, khách quan lên hàng đầu. Đấy, và cái này cũng là một cái là tôn chỉ mục đích của phái bộ. Đã là đảng viên thì bao giờ cũng phải có cái phê bình và tự phê bình. Thế thì tôi cũng không bao giờ xa rời cái nguyên tắc đó. Do vậy mà trong khi làm việc thì tôi cũng có những cái việc mà nó chưa hợp, chưa đúng với lại cái quan điểm của mình, thì mình cũng chỉ là tôn trọng, nhưng mà gọi là nhẹ nhàng góp ý trên cái cơ sở tôn trọng mục đích tôn chỉ của phái bộ. Và tôi nghĩ rằng cái vai trò trách nhiệm đi trước của mình cũng đã được áp dụng một cách triệt để trong cái thực hiện nhiệm vụ ở phái bộ lần này đối với tôi. Đó là tâm thế của một người đảng viên. Thế còn hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ mà chị mang đến đất nước châu Phi xa xôi thì có gì khác biệt thưa chị? Khi mình làm việc ở một cái môi trường quốc tế thì nói là mình không nói ra là mình là đảng viên hay là mình là lính bộ đội Cụ Hồ. Tuy nhiên, tất cả mọi lúc, mọi nơi, mọi hành động mình làm đều mang một cái tinh thần sắc thái của người đảng viên, của người lính bộ đội Cụ Hồ. Lòng vị tha và hiếu khách của người Việt Nam là những cái mà được các bạn quốc tế đánh giá rất là cao. Và khi sang phái bộ làm việc thì tôi cũng tranh thủ phát huy được những cái ưu điểm đó của người Việt Nam, và đặc biệt là một nữ quân nhân, cho nên tôi lại càng muốn thể hiện là mình là nữ quân nhân sẵn sàng tham gia vào cái lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, và để có thể vượt qua mọi những cái khó khăn thử thách để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và góp phần nhỏ bé của mình vào cái nền hòa bình thực sự cho người dân của Nam Sudan. Có một cái điều mà mình rất tự hào, đó là khi nói đến Việt Nam là người ta biết ngay đó là một quân đội rất là kiên cường và đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh, chiến thắng nhiều thế lực ngoại xâm. Khi tôi gặp người ta thì người ta cũng, tôi nói tôi giới thiệu tôi là người Việt Nam thì người ta biết ngay mình là người Việt Nam. Thế tôi hỏi thế tại sao bạn lại biết đến Việt Nam? Thế người ta bảo là người ta xem các cái chương trình ở trên YouTube về chiến tranh Việt Nam, về các cái cuộc chiến tranh, thì người ta rất là cảm thấy rất là khâm phục. Đấy, và người ta cảm thấy là Việt Nam rất là giỏi. Thế thì lúc đó mình rất tự hào. Như vậy rõ ràng khi mình là người lính Cụ Hồ mà mình đi sang nước bạn với một cái tâm thế được bạn bè quốc tế đánh giá cao như vậy, thì mình lại càng phải phát huy cái điều đó, và để thể hiện rằng lính bộ đội Cụ Hồ là đại diện của một quân đội của dân, do dân và vì dân. Do vậy mà tôi cho rằng là không nói ra nhưng tất cả đều được thể hiện trong cái hành động cũng như là những cái cư xử của mình đối với bạn bè quốc tế cũng như đối với lại người dân nước sở tại. Câu chuyện chị chia sẻ thì tôi có thể cảm nhận rất rõ niềm tự hào của chị, sự xúc động của chị. Và chúng ta cũng phải rõ ràng với nhau rằng nhiệm vụ gìn giữ an ninh, hòa bình quốc tế chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng, sẽ có rất nhiều khó khăn, sẽ có rất nhiều thử thách. Vậy thì chị đã có những cái nỗ lực như thế nào, những cố gắng như thế nào để vượt qua những khó khăn, những thử thách đó? Tiếng Anh là cái ngôn ngữ mà tôi được đào tạo cơ bản ở trong nước. Tuy nhiên khi sang phái bộ thì cái kiến thức giữa cái học trong nhà trường với lại cái thực địa ở trên địa bàn nó hoàn toàn khác nhau. Là một phái bộ đa quốc gia, do vậy mà rất rất nhiều các bạn ở các nước khác nhau đến. Mỗi bạn một giọng, mỗi bạn một kiểu. Có người thì dễ nghe, có người khó nghe, có người thì chẳng nghe được cái gì. Vâng ạ. Đấy, thế thì làm thế nào để mình có thể bắt kịp, để có thể
khắc phục được những cái khó khăn đó. Như bạn biết, quan sát viên quân sự ở phái bộ, người ta được coi là đôi tai và con mắt của phái bộ. Do vậy mà cái công việc đi tuần là cái công việc chính của chúng tôi. Đấy, thì khi đi tuần thì chúng tôi phải tiếp xúc với người địa phương, với người bản địa để chúng tôi quan sát, chúng tôi nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của người ta, xem người ta có những cái ý kiến gì để về báo cáo kịp thời lên phái bộ. Khi mà quan sát viên đi tuần ấy, thì thường là vào những cái địa bàn mà vừa mới xảy ra xung đột để nắm bắt tình hình. Đấy, thế thì chúng tôi cũng rất là lo. Bây giờ vừa mới xảy ra xung đột thì mình cũng không biết là vào đó có an toàn hay không. Đấy, thế nhưng mà khi mà công tác phối hợp giữa tất cả các bên nó chuẩn chỉnh rồi thì là đến đó chúng tôi sẽ gặp những cái người dân địa phương để người ta thông tin cho chúng tôi xem ngày hôm nay có những cái quân phiến loạn nào đến gây nhiễu, rồi có bắn nhau, có chết người không, rồi gia súc gia cầm ra làm sao. Tất cả những cái chuyện đó là mình đều phải lắng nghe và báo cáo một cách chính xác, khách quan, kịp thời về cho phái bộ, để cho phái bộ có những cái biện pháp triển khai kịp thời để ngăn chặn những cái xung đột có thể xảy ra tiếp theo sau những cái sự việc như thế. Thế thì cái này đòi hỏi là ngôn ngữ là rất phải thành thạo thì mới lắng nghe được. Đúng. Thế thì tôi rất là lo, và ban đầu sang là tôi đã phải như thế, đã phải tìm cách. Và sau khoảng 2 tuần thì tôi mới quen được các cái giọng của các cái bạn nước ngoài, và lúc đó mình mới tự tin hơn trong cái công việc của mình. Với những khó khăn mà chị chia sẻ thì có lẽ là cần một cái nỗ lực rất là lớn để có thể vượt qua. Và chúng ta cũng có thêm một cái câu chuyện nữa, đó là không phải ở đâu trên thế giới thì người phụ nữ cũng được trao quyền bình đẳng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội. Và sau hành trình tại Liên Hợp Quốc thì theo chị, chúng ta cần làm gì để phụ nữ có cơ hội cống hiến và đóng góp nhiều hơn cho xã hội? Như các bạn đều biết, tức là phụ nữ ở nhiều nước trên thế giới là không được trao cái quyền bình đẳng, là gần như là không được quyền tham gia vào các cái công tác chính trị, xã hội. Bởi vậy họ rất là thiệt thòi. Thì rõ ràng phụ nữ của Việt Nam là đã được trao quyền bình đẳng vào các cái lĩnh vực giống như nam giới, và cái điều này cũng đã được Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận. Cái đó là cái rất là thuận lợi, và là cũng là cái mà tự hào của chị em ta. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại thì là chị em phụ nữ tham gia vào các cái bộ máy lãnh đạo của nhà nước còn rất là khiêm tốn. Bởi vậy mà tôi nghĩ rằng là để chị em có thể phát huy, có thể làm tốt các cái công tác chính trị xã hội thì chúng ta cần phải trao cho chị em nhiều quyền hơn nữa. Đặc biệt là các cái lãnh đạo các cấp cần phải tin tưởng vào chị em phụ nữ hơn nữa. Sau khi tôi thực hiện ở phái bộ một năm về thì tôi nghĩ là mình còn rất nhiều việc cần phải làm. Làm sao để xây dựng lên một cái xã hội hòa bình, không có chiến tranh cho thế giới, và trong đó đương nhiên là có người Việt Nam chúng ta. Hòa bình không có chiến tranh là mong ước của rất nhiều người, và rõ ràng rằng là các chị em phụ nữ Việt Nam rồi người Việt Nam thì cũng mong muốn cái điều đó, và chúng ta sẽ cùng nhau góp sức để làm thế nào mà có thể thực hiện được cái mong muốn của không chỉ bản thân chị mà mong muốn của tất cả mọi người là có một thế giới hòa bình. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Thượng tá Vũ Thị Kim Oanh đã đến với chương trình Tự soi tự sửa ngày hôm nay, chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện, những hành trình và cùng với đó là cả những ước mơ. Một lần nữa xin được cảm ơn chị. Rồi, xin cảm ơn biên tập viên và xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn các quý vị khán giả. Chương trình Tự soi tự sửa của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.